Rồi, chào mọi người nha. Và em giới thiệu mọi người hai cái em có hai bộ cái đôn nè. Đôn này là đôn đôn gỗ ha, đôn bằng gỗ. Ở dưới đây còn một bộ nữa. Thì cái trên này nó không có hộp nha mọi người. Cái dưới này là có đủ hộp nè, dưới cái đôn luôn. Còn cái này là cái trên này thì nó lẻ như vậy ha. Trên này thì nó qua sử dụng rồi nha, nhưng mà gỗ này là hàng này em nhập từ Nhật về nha, ở Nhật về nha, không phải cái này không phải Việt Nam làm nha mọi người. Đây thì cái khay cái kêu bằng cái đôn ha, cái đôn này mình có thể để mình trưng bày, dạng là đôn nó trưng bày, có thể để đá hoặc là bonsai đồ, cái chậu đồ mọi người, bất kỳ cái gì mình muốn bỏ lên thì mình bỏ ha. Nè mọi người xem chi tiết ha, nó đã qua sử dụng rồi và nó là gỗ ha, gỗ thì em không biết gỗ gì đó, không biết cái năm nó làm nữa ha, nhìn cũng khá là dạng nó cũ kỹ xưa ha. Đó nè. Cái này ở bên trong nó có lớp, cái lớp giống như vải bố vải gì nè mọi người ha, nó làm khá là kỹ luôn, nó lót lớp vải dưới không biết tác dụng gì. Rồi đây là gỗ nó ghép lại ha, nó ghép mộng lại, nó ghép mộng lại nè ha, rồi nó bo tròn mấy cái cạnh nè, khá là đẹp luôn đó. Cái đồn này nó có kích thước nè, cái đồn này thì kích thước là 45 nha mọi người, bề dài ha, bề ngang 30 nha, 30.5 đó. Rồi bề cao nó nè, bề cao nó được khoảng 7.7 cm ha. Bốn mươi lăm 30.5, 7.7 cm đó là cái đôn nhỏ ha, em gọi nó là cái đôn nhỏ, mọi người mua đôn nhỏ thì hỏi em cái đôn nhỏ nha mọi người đó. Rồi cái đôn này là cái đôn lớn nè, có nắp nè, cái đôn này nó đặt riêng nguyên cái nắp, cái hộp cho nó luôn ha, bằng gỗ luôn, cái này chắc gỗ hông nè, cũng là hàng ở bên Nhật em nhập về nha mọi người. Cái đôn này thì cái đôn này mới nha, chưa có xài, nó dạng nó tồn kho nha, hàng nó tồn, nó để lâu chưa có xài nè, của Nhật, của cái công cái xưởng làm này nè, đó, nghệ nhân họ làm, họ có cái bản vẽ luôn nè, hình dáng nó như vậy ha, đôn chữ C nè, em không biết kêu gọi chính xác là đôn gì nhưng mà nó giống cái chữ chữ C ha. Đó. Cái này thì nó cũng khá là lớn nha, dạng trung bình lớn trở lên nha, cái đôn này nè. Thì cái đôn này thì nó cũng bằng gỗ ha, và nó có màu, nó làm màu đen khá là đẹp luôn. Đây cái này thì tuyệt đẹp luôn rồi nè, mọi người xem nè, cái vân gỗ, nó thấy cái vân gỗ luôn nè, nhìn ở ngoài thấy cái vân gỗ luôn, nhưng mà cũng này em không biết gỗ gì, nhưng mà cầm cũng tương đối nặng ha, và nó làm thì cái này giống em cũng không biết ghép ghép hay là khối nè. À, nó có mộng ghép nha mọi người, có thấy đường mộng ghép nè, mà nó làm bo tròn rất là đều và rất đẹp luôn, rất là chuẩn mọi người. Đây rất là chuẩn nha, hai bên rất là đồng đều. Thì cái kích thước của con này thì nó bề nghe dài nó là 54.5 nè, 54.5 cm. Cái bề rộng này được 31.5 cm. Bề cao này được 13.5 cm ha. Đó, bên dưới chân là chưa có xài.
cái sơn này thì em nghĩ xài nó sẽ chạy cái chân này liền ha. Thì nó chưa có xài ha, chỉ là đó, lấy ra lấy vô thôi, chưa có xài. Cái này thì mình cũng để trưng bày bonsai đá nghệ thuật đồ ha. Rồi, bác nào có nhu cầu ân ý thì liên hệ em nha, số điện thoại là 0334830843. Rồi, em chào mọi người. Cái đôn đó thì nó có nguyên cái hộp này luôn mọi người. Cái hộp nó làm khá là kỹ à, vận chuyển rất là ok, khỏi sợ bị gì luôn đó. Rồi, chào mọi người nha.